Lee Soo Hyuk hóa thân từ ma cà rồng si tình đến nam thần lạnh lùng khi sánh vai với Park Bo Young. Lee Soo Hyuk sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh Hàn đã quay trở lại với vai phụ trong bộ phim Kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi, kết hợp cùng Seo In-wook và Park Bo Young. Dù không thể hiện quá nhiều, nhưng phong thái lạnh lùng cùng gương mặt điển trai của anh vẫn đón nhận được rất nhiều tình yêu của cư dân mạng. Trong bộ phim, anh chàng đã vào vai trưởng nhóm biên tập Cha Yuik, đàn anh của Tak Yong Kyung, Park Bo Young thủ vai, và là công tử của nhà tài phiệt. Yuik gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài khó gần, đặc biệt gương mặt không cảm xúc đã trở thành thương hiệu mỗi khi nhắc đến vị trưởng nhóm này. Dù vậy, anh vẫn khiến mọt phim phải ngất ngây với tình cảm dành cho biên kịch Nazina, Shin Do-yoon thủ vai, người anh đã cướp nụ hôn đầu thời trung học. Dẫu luôn tỏ vẻ hờ hững, lãnh đạm, nhưng Yuik vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Gina. Tuy không phô diễn hết lợi thế diễn xuất của mình, nhưng anh chàng vẫn thể hiện được sức hút, khí chất riêng của nhân vật, không kém cạnh nam chính. Nhưng việc chưa bộc tả nhiều cảm xúc cũng như chưa thể hiện hết tâm tư của mình vẫn chưa thực sự thuyết phục khán giả. Nhiều khán giả hy vọng nhân vật Cha Yuik sẽ có đột phá hơn trong những tập sắp tới của The Marriage Service. Phim thuộc thể loại lãng mạn kỳ bí kể về câu chuyện của những nhân vật chỉ thực sự bắt đầu cuộc sống khi họ phải đối mặt với cái chết. Nhân vật chính của câu chuyện là Kim Saram, người được sinh ra giữa bóng tối và ánh sáng, có khả năng khiến mọi thứ anh ta chạm vào đều tan biến. Khi anh thở dài, một đất nước biến mất. Khi anh bước đi, một mùa trôi qua. Khi anh mỉm cười, một sinh mệnh bị dập tắt. Tất cả những gì anh phải làm là phá hủy thứ gì đó. Đây không phải là chủ ý hay sứ mệnh, mà chỉ đơn giản đó là số phận của Kim Saram. Seo In-wook hóa thân thành kẻ hủy diệt Kim Saram. Anh ký hợp đồng với Tak Dong Kyung và dùng cả mạng sống của mình để cứu cô. Lee Soo Hyuk vào vai đồng nghiệp của nữ chính tại nhà xuất bản. Anh chàng được xem là bậc thầy truyền cảm hứng cho những người viết tiểu thuyết mạng, người sở hữu những lời nói ngọt ngào và cử chỉ có thể khiến cho bất cứ cô gái nào rung động vì mình. Kang Tae-ho đảm nhận vai Lee Hyun-kyu, chủ điều hành quán cà phê, luôn ôm ấp hoài niệm đau thương tiếc nuối về bóng dáng mối tình đầu. Shin Do-yoon vào vai Gina, nữ tiểu thuyết gia bị cuốn vào mối tình tay ba với nhân vật của Lee Soo-hyuk và Kang Tae-ho. Lee Soo-hyuk vốn xuất thân từ người mẫu, nhờ gương mặt góc cạnh, lạnh lùng cùng với khả năng diễn xuất vốn có, anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn. Tác phẩm đặt nền móng cho nghiệp diễn xuất sau này của nam diễn viên chính là My Boss, My Teacher. Từ đây, sự nghiệp của Lee Soo-hyuk dần bước sang trang mới. Một loạt phim đình đám từng qua tay anh chàng có thể kể đến như What's Up, Vampire Idol, Sharks, Valet's Love. Thậm chí khi nhắc đến Soo-hyuk, nhiều người sẽ nhớ ngay đến hình ảnh ma cà rồng nặng tình trong Scholar Who Was the Night, Thư sinh bóng đêm, đã làm mưa làm gió trong năm 2015. Trong những năm trở lại đây, những vai diễn của Lee Soo-hyuk chưa nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Nhiều sản phẩm của anh đã trở nên mờ nhạt, tên tuổi của Lee Soo-hyuk có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh đó, phong cách diễn chưa đa dạng có lẽ chính là một trong những điểm trừ khiến anh chàng không thu được thành công như mong đợi.